hè. Không, cái võng này không nằm thấy nó cao quá trời. Năm tới mùa hè mới được nằm nha mọi người. Đợi em Bo đi học về rồi đi kiếm gì ăn. Ở mùa hè là chỉ được vậy thôi mọi người, nằm đung đưa ngày nghỉ. Công nhận Lê mua được cái võng nó bự ghê luôn mọi người. Nằm nó mịn thoải mái, một năm mới đem ra nằm được lần. Mùa hè được mấy tháng nằm đung đưa đung đưa. Cây xanh chim hót, nhà nhiều nhà ta bự kìa. Em Bo xuất hiện rồi kìa, em Bo đi học về hả ta? Hôm nay em Bo mặc áo kiểu gì trời, ở trường phát hay gì vậy? Ê mặc áo ai cho vậy? Tổng kết để cho áo đó đó hả? Ừ kêu nha. Em Bo lội gọi tình tèn về mọi người, không biết để em tắm không, hình như đứa nào cũng mặc cái áo trong trường, đứa nào cũng mặc cái áo đó kìa, đi tung tăng nhũng nhĩnh nha mọi người. Về mình tắm rửa với lại leo chuẩn bị rồi. Chờ em tắm, không biết em tắm không, tắm thì đi luôn. Chờ em ăn thèm đủ thứ món hết trơn mọi người, mà không biết ăn món gì thôi suy nghĩ chứ, ăn món Thái thôi mọi người ơi. Được ngày nghỉ tung tăng nghỉ ngơi chút xíu vừa đi cài. Trời, cảm giác nằm võng đã thì ta, đâu có áo ơi đẹp ta. Cô phát mọi người cái hả? Đúng rồi. Đã đúng, được ta. Rồi chụp hình luôn không? Có, khắc lên cô giáo. Wow, đâu coi coi, coi quay lên. Trời ơi, lớp 5 nha. Trường nè. Tụi hết lớp học luôn hả? Hết khối 5 rồi. Tên luôn hả? Tên nhiêu đây sao nhiều vậy? Hết khối 5 luôn hả? Bo nằm đâu trời? Kiếm thôi đi. Nè, có nhỏ David Đinh nè, đó. Để kiếm đi. Trời ơi, Bo nằm trong xóm nào đây? Thấy con mặc size gì sao người ta biết đưa size cho con vậy Bo? Đứa nào cũng dựa trơn đi. Hay vậy trời, đã ta. Ok, cái cưng ta, quay coi kiếm Ngân coi. Cái tên là Anna Trương á. Anna Trương hả? Đâu? Tên tiếng Việt mà kiếm còn ra nữa nha. Dòm hồi lé luôn mọi người. Đố mọi người thấy tên Bo nằm đầu. Chưa thấy nha Bo. Má mi chưa thấy luôn. Ồ nè. Nói chung Bo qua Mỹ là lấy Anna Trương nha. Được chưa? Giờ đi tắm đi ăn không là mặc đồ vậy luôn. Cái mỏ rồi kìa. Đi trời nắng cái mỏ đỏ luôn kìa. Nóng quá hả? Thì má mi để đồ sọt sẵn ở trong nhà đó. Tích thì có áo nè, đi ăn gì? Áo gì? Ăn gì? Ăn món Thái. Ăn món Thái là ngon không? Đói bụng ngon à, có đói bụng không? Đói. Tắm đi, tắm cho mát. Thôi áo đó thì thay áo mới đi, mami để trên, mami để trên giường á. Tắm, rửa mặt, thay chải đầu rồi xức cái mỏ rồi coi rồi đi ra đường. Đồ này nó đổ mồ hôi lum chưa à? Hay là muốn mặc đồ này luôn hả? Đi luôn cũng được. Hả, mặc áo này luôn. Ăn xong rồi tắm. Ok, định đi mặc đồ sọt á, rồi xong rồi cái mua đồ á, cởi ra cởi vô nó dễ hơn. Mặc đồ sọt á, rồi xong rồi đi mua thử đồ á. Thử đồ nữa hả? Trời, đồ mua không thử sao biết vừa. Ok, Nguyên Phương ha, ta tặng cái áo nhìn so cute. Cái cưng quá à. Hơi dài. Hey. Trời, được rồi, bà này bà lùng thôi chứ bà ngang bà bự, nó vừa rồi chứ nó hơi ta cao dài. Giờ đi tắm không? Tắm cho nó mát đi rồi đi. Thôi nó nhờ với thầy cưng. Tắm đi mát thì đi. Tắm mát chạy đầu đi, mặc đồ sọt đi cho nó mát rồi xong mình các mua quần áo dễ thử hơn. Đi vô. Đi. Không, tôi nằm đây cho mát. Tự vô tắm đi. Chung hình như là Bo cũng gần kết thúc năm học rồi phải không Bo? Đúng rồi. Học mấy ngày nữa?
ở Việt Nam ta nghỉ hết rồi, còn ở đây ngày thì mai là ngày 7 rồi. Vậy ngày mai ngày 7 bà? Đâu mà trong trường á đếm ngược lại ngày á. À còn tuần nữa hả? Ừ. Cũng học còn tuần ở Việt Nam mình nghỉ rồi, ở đây thì chưa nghỉ, thôi vô tắm lẹ đi đi bo, đi kiếm gì ăn bo. Tắm cho mát. Đồ má mi để trên giường á. Tại trời nó nóng quá mọi người, cho mặc đồ sọt cho nó mát, chứ lại em đi mua quần áo. Đồ quần áo hồi trước bà ngoại đem qua giờ chặt hết trơn mọi người, nó mặc không được. Cái trời nóng như nó đem mấy cái bộ đồ dài á mặc không có, chưa có thời gian đi mua. Giờ ngày nghỉ rồi cho em đi vô em thử mới quần áo để mặc mùa hè ngủ cho nó thoải mái nó mát, mới đi học về cho tắm cái đó. Trời ơi mùa hè được cái mát mẻ mọi người, nằm nằm võng đu đưa đu đưa. Từ nhỏ đi học thì sướng lắm mọi người, thấy không? Tổng kết năm học, nghỉ hè được vài tháng xong đi học tiếp. Mấy bạn nhỏ Việt Nam được nghỉ hè trước rồi. Mấy bạn này biết sao nghỉ trễ không? Tại vì ở xứ Mỹ này tối ngày cho nghỉ, nghỉ lễ này, lễ kia, xong rồi trời thời tiết không đẹp, trời mưa, trời tuyết thôi cho nghỉ. Bắt đầu học bù lại nên nó qua tầm tháng 6 mới được nghỉ. Còn Việt Nam mình nghỉ tầm 20 mấy tháng 5 thôi mọi người. Đi tổng kết thì nghỉ mùa hè là mùa vui nhất của tụi nhỏ, được nghỉ học không cần phải xô bồ. Giờ đợi bo chuẩn bị ra mình đi nha. em lấy tên là Anna. ANA Anna là do hồi trước mình đi hãng máy bay ANA của Nhật thôi mọi người, nên lấy tên Anna luôn, lấy cái nào nó gọn gọn dễ kêu cho tụi nhỏ ở đây nó dễ kêu, chứ còn đi học mà tên tiếng Việt không mà nó kêu tội nghiệp lắm. Chứ cho nó dễ hòa nhập, nhanh hòa nhập, ta dễ kêu, dễ sinh hoạt, dễ cho cô giáo, dễ cho mấy bạn bè nữa. Nên là mẹ em đi cái máy bay đó nên là em tên là Anna, ANA là Anna. Thôi giờ đợi bo đi ăn nha mọi người ơi. Xe nó giống như là cực hình vậy. Quá trời nóng bà con ơi. Chưa không. Mà cái quán này nó đóng thì vẫn đi ăn. Thường thường nó bán tới 11 giờ đến 2:30, cái 4 giờ nó bán tới 9:30, nó nghỉ nửa giờ. Cô thể cũng nói gì bất kỳ gì. Nói sao? Trời, đi đón con. Sao nãy em đi đón con là bộ mệt chết. Nhà nằm võng đu đưa không sướng hơn à? Má mi nghỉ 2 ngày á. Vậy sao? Nó không đi đón. Rồi đi đón chi được gì đâu? Cho nó vui. Về nhà cũng tự về nhà được vậy. Nhưng mà nó khác. Thôi giờ bàn chuyện đi ăn nè, đói bụng. Đói bụng đi ăn món Thái mà. Chưa đói. Chưa đói thôi đừng ăn. Thái nói chung là những cái vị châu Á ăn cũng ok. Định ăn món Mỹ mà món Mỹ thì bo nói trời, nói ghét thì nó bị ngọng luôn mà. Nói ghét thì nó bị ghè, nó bị ngọng luôn. Bo nói mấy món Mỹ nó sang chảnh thôi chứ nó không ăn vừa miệng hả? Không, chỉ đẹp mắt thôi. Nó đẹp mắt thôi chứ còn ăn thì nó không có bằng món Việt của mình. Mà có ăn là cũng ok rồi. Món Thái này là mấy chị, một người làm trong tiệm ta lại ăn, hỏi cái món Thái nào ngon ta chỉ lên đó ngon. Không biết ăn thử. Mà ăn cái gì cũng vậy, ngon nhất là khi đói bụng thôi. Nói tới đói bụng rồi. So that means if the we want the picture from school, that's everybody in the picture, right? Yeah. Oh. But too late now. Tưởng đâu là sếp không có đủ luôn. Bự quá hả? Đông quá hả? Đông. Nguyên cả khối năm luôn hả? Khối năm bốn khối. Xếp vô, đứng vô. Bốn lớp. Cô giáo thì ngồi dưới.
xếp từ nhỏ, từ lớn đến nhỏ. Chắc không thấy con bò ở đâu. Chắc không. Nhỏ xíu. Mà có nhiều đứa nó còn nhỏ hơn con đó mà. Có một gia đình. Cũng tòa nhà của nó. Nó không phải buôn bán mà giống như turn in here and go over there. It's safe. Lâu lâu mới có người đi xe máy. Đây tại nó đi xe hơi. Cũng có xe kiểu như là ô tô mà lỗ bật lên. Ngủ hoài cũng không đã, hơi khỏi ngủ luôn. Ngủ hoài đó cũng tiếp không đẻ uống tiếp chừng nào tới tới qua ngày thứ tư luôn rồi đã cũng nhiều quá nó ngu rồi. You can yeah. Kebab? No. A Maharaji? It came in that the car parked right there. Where? Further the car. Where the car parked. Oh, okay. You can park here. Yeah, I gotta watch this flight window over there. Okay, it didn't go that way. That's good. No? No. Thai? Nó là đó là Kim In Thai. Nó mới mở cửa lại lúc 4 giờ. Nó đóng cửa lúc 2 giờ rưỡi tới 4 giờ mới mở lại. Thai popcorn chicken. Try it. Này cái thời gian mở cửa thấy không? 11 giờ nó 2 rưỡi cái 4 giờ nó 9 rưỡi xa ở đây. Xa thì lấy. Sunday thì nó bán cả ngày. Quán này đầu tiên. Hi, three. Tiếng Anh không có tiếng Thái đâu. Wow. Ăn nha bà con ơi. Có gì ngon? Đồ ăn ngon. Ai biết chọn thôi. Không biết thì nhìn hình. Không có hình. Ờ
Thôi giờ đi kiếm ăn, mẹ tao kiếm ăn. Manly special. The price here not really expensive, right? Yeah. Nó yeah. Nó có nè. Gỏi và da da salad. Gỏi thái. Có cái gì mà lại thấy tinh thần nó mi biết là có thấy à. Không biết ăn thì lấy hình cho tôi trên Google. Ăn nhiều món lắm đó. Ăn mình ăn gỏi thái nè. Cả nhà đi ăn mọi người. Con muốn ăn cái xiên này. Xiên kiêu này ok, không có thấy rồi đó. Nè. Nó có xiên gà với lại xiên ăn xiên heo luôn, nó dễ ăn xiên heo đi. Này là bún gì vậy? Nó là giống như nó có bạc thái. Nó bạc thái. Nhìn nào ngon chưa? Cũng ngon mà, ở đây nhìn thấy ngon và hấp dẫn luôn. Đây okay, thì chấm thêm sốt. Spicy dâm dâm nấu đồ nè. Cái là gì vậy? Cái đó là gì? Ai biết, ai biết. Ở cũng như không. Để xà giòn nè. Nó cũng có cái xà giòn. Hazel, earth, creepy. Cái này cũng ngon. Thấy cái gì cũng ngon. Nó thấy là cơm ngon. Con muốn ăn gì cơm? Cơm chiên hả? Này đi ăn rồi uống cà phê rồi sành điệu á. Cà phê rồi dữ dằn á. Tôi không biết uống cà phê. Không dữ hả? Nè mấy cái mô hình gì nè. Cái bán ở trên Lazada Việt Nam á. Ừ. Còn mô hình của Thái á. Còn mấy cái món kia nó thấy nó khó. Quán này nhìn nấm cúng quá ha. Nhìn nó ha. Đó thôi. Thử uống nha, mami uống thử. Uống gì? Coffee đó, mong có coffee. Cà phê luôn. Thank you. Đóng không đi ngồi vậy à? Kể là mình gọi nè. Đi đây muốn nước nào bên đây. Cho bằng bò. Nó có mấy cái chai này hiểu Việt Nam mình cũng mua nhiều rồi. Có ẩn. Quậy vô mời bà con uống. Con nha. Thái cà phê nha. Thử rồi. Thử cho biết nha mọi người. Thái ngon lắm. Cà phê của Thái. Nó lạc hơn của Việt Nam mình. Cũng thử trà của đây quá. Đầu của leo lắm. Con thử đi. À nó có cái bột thái nữa là chua chua thôi. Đây là gì vậy? Không biết nữa. Cái gì vậy gọi? Muốn mở. Ăn nha. Cái thịt nướng này cho nó làm cái màu nó hơi tối ha. Mời cả nhà, mời Leo. Cơm hả? Cái gì vậy? Sticky rice. Nó là cái xôi á. Ồ, nhìn lạ quá ha. Tôi bỏ trong cái chung nè mọi người, xôi á, nóng lắm nha, nóng.
ăn nha. Ăn đi. Here we go, Leo. Rồi á. Nó nóng luôn hả? Nóng. Ê, năm qua bà con ạ. Ngon mà bà con. Ê, nóng quá. Ủa Thái nóng cho đũa ra rồi. Mình Thái nào nó ăn cái gì vậy? Ủa nãy nói đó không đói bụng mà giờ ăn thấy ngon quá hả? Ở nhà quen ăn đâu nấu ăn đâu, về nhà đâu nấu ăn đâu. Thôi ăn đi, ăn đi. Ăn đi, chút ngon miệng nha. Yeah, but I need the church thing. Bò lấy không? Bò lấy nè. Leo quăng quăng ăn thử cái xôi nha mọi người, nóng quá. Dạ dạ dạ, nóng hổi luôn á, vừa thổi vừa lấm luôn. Bỏ con ăn hay không? Ăn cơm chung với lại thịt nướng. This one, ây da, go with the. Mời cả nhà, mời bà con nha. Start. Đi sao bắt. Con. Vô. Mời bà con. Thank you. Má mình. Ăn hai vị là đủ ngon. Thêm tô hoàn thánh. Đây là Thái trong giờ. Áo rộng nè. Cái bộ mùa hè mà đồ rộng chứ mấy. Ngon à. Dạ, đồ hoành thanh. Có người ngồi nói là không vô. Có người vô cũng được. Ừ, quên mệt. Cái này nó có cái màu tự nhiên. Không, cái salad ngon quá. What did you order, Leo? I don't know. I don't remember. Nó nói cái thịt này ngon thử mình. Rồi mùi nướng mùi khói. Nhưng mà cái màu á, nó có màu vàng hơn chút nữa ngon. Cái màu cũng được ha. Miếng ngọt.
làng này có nhiều cái cũng giống mình, nước châu Á. Trời lắm. Mua hàng không? Chuẩn bị đi mấy chỗ mà Thái Lan nó bán cẩm đào ha. Bỏ ghẹ có mắm thì không ủa hay mặt con đi cường cũng để tự nó quên đó. Rồi cơm ra nữa là nó đi ăn nữa rồi. No, it's beef, I don't want beef. Which one beef? Pork. Mm-hmm. Eat the one time. That fish cũng ngon. Cơm dâm rồi. Nhìn cái này giống như thái cảo quá à. Thái cảo bán cho quê quê Hoàng Thánh á. Đợi chén cơm của Bo ra ăn nữa là ăn với cái này nữa xong. Trời ơi nhiều quá ăn hết đem về. Ngon không? Nè khoan đi. Anh ơi. Người Thái á. Cơm dầm của Thái nó chua hơn của mình. Mình ăn bên chua nó ngọt hơn. If we just try a sabai Thai at German town, better, but now this one better. Món hải vị sao cũng ngon. Chị kêu mấy kì cái đắng ngồi ăn hết. Người nấu ra ăn mà đồ ăn ngon, cảm ơn. Dạ hả, có. Không có thời gian nấu. Nấu thăm bạc không ăn đẹp. Xong để qua ngày qua, hôm qua để qua ngày xong rồi nó dở. Lại dọn dẹp. Bà nói hiện tại hôm nay người ta phục vụ mình, mai mình đi phục vụ người ta. Nước sốt này giống như nước sốt mè hả bà? I think Leo ordered chicken. Yeah, I did. Leo thái chicken. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nào. Cây trắng hả? Không. Cây trào và cây xanh hả? Cắp đồ ăn luôn. Họ làm cũng ngọt ngọt không ha. Kêu mấy món khai vị ăn lẩm tẩm là thấy no rồi đó. Nhưng mà đồ ăn đậm đà ngon mọi người. Kiểu châu Á mà. Con kêu con rửa cơm chiên. Ê, con kêu cơm chiên. Để ăn hết. Ăn phụ. Cái nước hoành thánh thì giống như nước canh mà để mình hấp cơm khi ăn cơm sườn. Còn đặc biệt thì cái cơm dăm của người Thái thiên về chua, cay với mặn mặn. Còn cơm chiên á thì bò chọn bò, gà với tôm bò ăn không được. Chọn bò nhưng mà miếng bò chắc hơi bự. Dài. Nhưng mà ăn ít cơm với ao củ cũng ok. Nhưng mà cái giá của tiệm này cũng ok. Cũng mười mấy đồng, rẻ không? Rẻ hơn cái tiệm ở trong khu vực mình ở. Ngon. That time which I got it, a lot of things. This one they just sell $5.99. Benjamin Hall, they say $8.95 like that. What is it? What is it? Cho biết không? Lâu tiêu không? Cô hỏi con nếu quán nó có hoạt động có quán mình đâu? Đã về hả? Quán mình bán động hơn. Tại bên đây á, rồi cái bán cà phê cũng là thôi. Nó có ít cà phê không? Cà phê của mình mạnh không? Thai coffee. Vietnamese coffee stronger. But this one looks lovely restaurant, you know. They have everything by wood, you know. Và bằng gỗ. Quán nó cũng đông lắm á. Khu vực quốc viên mà. Con kêu con phải ăn á, đáng lẽ là tại vì mami không ăn phụ nên không đời nào mà con ăn hết. Để mami ăn món khác á. Nhưng mà không thích ăn xong mà đem về mệt, không muốn ăn nữa. Tào. Hà ăn tại chỗ. Biết sức mình ăn nhiều mà. Tao phải lấy
giống như nho á, nho khô á, dĩ bóng. Để cái muỗng kia không kiểu cũng giống hả? Đợi ta ăn tráng miệng. Bo nó kêu qua cho cố, nó ăn hỏi đâu, ta ăn phụ nó. Kêu con cái hả? Mà cái nước sốt này nó cũng ngon ngon. Ông nó như nước canh. Lấy rửa lại xài lại giống như cái ly rồi. Chả thái bỏ vô đó cũng dễ thương. Mua giống nó. Gì vậy? Ngày ly chén nhóc hết trơn. Mua cho đậu cố. Kia là mua cho quán. Ở đâu cũng có người bán xe đi. Cafe. Pudding, please. Croissant pudding. Okay, and you want a box of this one? No, we're good. No. Thank you. Thank you. Careful. Thử. Xài, thấy nó hình trong hình nó bự mà ở đây nó cắt nhỏ xíu rồi trời. Mango, sticky rice. Cái gì vậy? Không biết. Chán miệng, đi chán miệng. Xôi xoài của người Thái. Cái này là xôi nè. Xôi với xoài. Cái nước dừa làm đậm đà. Xôi dẻo. Mà surprise nữa luôn. Cắt miếng xoài giống như cho mấy con chim ăn. Chịu. Bé bé. Xoài ngọt nha. Nước cốt. Nước cốt à? Ăn nước cốt thì nó hay bị ợ. Ngon quá. Ăn nước chè cũng ngon. Phương. Vâng. Ai đi xuống? Rồng. Tạm được. Giá bán thì cũng mềm hơn nè. Bán rẻ hơn mấy chỗ khác. Mỗi khu vực có khuya rồi. Nhiều khi cái tiền ghen ở khu vực này nó không tiền thêm mướn mặt bằng nó mắc chút. Ngon chưa bó? Ngon không? Kiếm mấy quần áo mua cho bò. Kêu khí thế lắm, rồi ăn khí thế ăn hết đâu. Ê, kêu có dĩa kêu, dĩa cơm luôn á chế. Dĩa cơm ít quá. Dĩa cơm ăn được kém không, đã no đấy bà. Hết nói. Hết nói luôn hả? No quá lấy gì nói nổi. Chén cơm như mình á, là dĩa cơm chiên á, cũng bự vậy. Nhưng mà cơm á, nó có dầu, ăn nó mau no lắm. Thì đó, nó cũng y chang vậy à. Mau ngán ham đi chứ tới đâu cũng đi cơm chiên rồi mà. Ừ sao con không biết luôn con không biết sao luôn. Lần sau kêu nó là phải ăn cho hết nha, ăn không hết là vẫn kêu đi. Thái độ gì vậy? Thái độ gì vậy? Thái độ kỳ cục vậy? Rồi dặn chứ mai mốt lần sau ăn là phải ăn cho hết á. Con không có biết ăn cái gì. Mami nhận vô cây bón kia là không biết ăn. Cái gì? Cây bón ăn gì? Thường nữa. Cái gì nữa? Cái chỗ đó là quán ruột của con luôn. Hôm nay bà uống nha. Uống, ăn đêm xong uống được. Tại má nó uống ăn đêm đó. Đúng à. Ừ. Ủa ngày hôm qua đâu ai uống tự ăn kìa. Nó mày ăn thì ai đâu ngủ. Mami muốn thoát khổ.
Taco với bánh mì đâu ai rủ anh. Mami chưa, mami đem bánh mì về chứ con kêu đâu. Trời ơi mami, mua gì cho con ăn. Mami. Bây giờ nó nói là nó ăn kêu ép nó ăn không? Không, cái này ngọt ngon nè, béo. Tính đồ ăn ngọt là phải lắm á. Mình thì ăn thử rồi chứ nhiều quá. Này là lá gì em biết nó ngọt. Lá ngọt. Có lá ngọt. Chả. Cần. Bỏ cần. Đấy. Ngồi đó. Cha đây giờ là ngủ tháng tư mà. Sắm quần áo rồi. Cái quần áo thì mấy bữa mà quần áo đâu chặt đâu. Sắm quần áo. À đi sắm quần áo. Cái xoài cũng ngon. Mà nó béo. Nhìn lên ký lắm. No. Bánh nó lèo. Cái này là hạnh nhân á mà. Giòn giòn. Lèo ăn. Sao ông mặc ống ống ra mô hình nhà giống ở bên Việt Nam mình á. Giờ leo đi trong đó rồi, chờ leo. Ăn xong ra mọi người, vô cửa chưa? Lúc trước má mi làm ở trong. Ăn xong rồi mọi người ơi, đi ra về đi kiếm mua đồ cho. Cái này mấy này người ta cho thuê nè. Thuê đi. Thuê làm gì? Bán gì giờ? Bán phở. Thôi bán đồ ăn luôn nè. Dạ phở qua đây. Mệt quá à. Mệt không? Mệt. Mệt xíu đi. Ăn no rồi mệt đó bò. Vậy về thôi bà con ơi, no quá trời no. Ăn nó ngán, nó ngọt. Chưa chắc về đó. Xôi xoài của người Thái nó ngọt mà cố luôn. Chưa chắc về. Đây cái quán người của Jalapeno gì nữa nè bò ha. Đó. Ấn Độ gì chứ. Indian. Người Ấn Độ. Nó nắng. Kê leo rồi. Kê vậy. Bye bye.